Hello, xin kính chào anh chị và bạn. Chúc anh chị và bạn một cái ngày mới là vui vẻ, tạm đồng năng lượng. Hôm nay thì chúng toàn lại tiếp tục xuống biển Trường Sơn và đồng thời mời anh chị và bạn chúng ta hãy ra biển Trường Sơn với mình cả. Minh Toàn thì có một cái đặc điểm là khi nào mà cảm thấy nó mệt mỏi một chút hoặc là có những cái công việc gì mà phải suy nghĩ thì Minh Toàn hay tìm đến bãi biển và các cái hồ. Chính như thế mà bây giờ Minh Toàn đi biển để giải tỏa tâm sinh lý. Đây là cái bãi tắm của Trường Sơn, khá là đông anh chị, người lớn và trẻ em rất là nhiều, chứng tỏ là các gia đình đi rất là nhiều luôn. Một người tạo dáng rất là khó đỡ luôn. Sóng vùng này gió lên sóng mạnh lắm anh chị ạ. Đưa nằm này rất là thích thú luôn. Gió khá là lớn. Xin gái hết. Đây ngược sáng thì nó hơi mờ. Đây
biển thì vừa tắm mát vừa có thể nói là vừa mát, dành cho những chàng trai thích ngắm biển. Đây khu vực này là khu vực núi biển cấm tắm. Ở đây là người ta bán cả cua cả ghẹ luôn sao? Ôi nắng quá anh chị ạ, có khả năng là phải quay xuống nước tí xong rồi là phải lên bờ về khách sạn thôi. Tầm này khoảng 8 giờ hơn một chút thì nắng lắm, nắng chưa được, không phải là không chịu được mà do mình toàn đang cầm một cái tay quay, phải là mình toàn là xuống nước là không tắm được. Đi trên biển là mình toàn đi từ lúc 6 giờ sáng, mình toàn đi bộ ở trên bãi biển. Và đến bây giờ là 2 tiếng đi bộ. Chị và các bạn muốn xem những cái bãi biển ở Việt Nam hay là những cái công viên nước hoặc là những cái video thú vị thì rất mong chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về du lịch biển cũng như là về các công viên nước nhé. Em bé đang ngồi chưa? Đáng yêu quá nhỉ. Cháu mấy tuổi rồi chị? Trẻ đáng yêu nhỉ. Em bé rất là đáng yêu luôn. Cực kỳ đáng yêu. Toàn xin phép dừng cái video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới của anh chị nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.